Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn sửa cái hiện tượng máy iPhone, iPad của các bạn sạc không vào, bị sạc chập chờn lúc được lúc không. Cái cách sạc iPhone, iPad hiện nay trên thị trường thì có hai loại phổ biến nhất nha các bạn. Đây là cái loại cáp 30 chân. Nó dành cho cái iPhone 344S hoặc là iPad 234 các bạn. Đây này nè. Đây là cáp sạc 30 chân. Đây là loại thứ nhất. Còn loại thứ hai á là cáp sạc 8 chân nha các bạn. Đây gọi là cái cáp Lightning. Thì đây á cái chân số 4 từ trái qua phải nha bạn, các bạn tính cho mình cái chân từ trái, các bạn từ trái xuyên số 1 đếm hết qua phải là đến chân số 8, thì chân số 4 của mình đó các bạn là V sạc in, là ngón vào dương của sạc nha các bạn. Còn cái chân số 8 các bạn, chân số 8 của mình nè, nó nối chung với mát nè, là cái V trừ sạc nha các bạn. Cái cáp Lightning này từ cái dòng iPhone 5 trở lên, 5S, 5C rồi 6, 6 Plus hay đến iPhone XS Max các bạn là nó xài mấy cáp này nha. iPad, cái dòng iPad hiện nay cũng dùng cáp Lightning. Cho dù các bạn xài các loại dòng máy iPhone, iPad đó mà các bạn dùng loại 30 chân hoặc là các bạn dùng cáp 8 chân á, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng mà cái hiện tượng nè, các bạn sạc không vào hoặc là sạc chập chờn lúc được lúc không. Thì đây mình sẽ liệt kê lại ba nguyên nhân chính để mà các bạn có thể kiểm tra từ trình tự luôn nha. Cái vấn đề thứ nhất á là do cáp sạc nè, đuôi sạc hoặc là củ sạc trên iPhone, iPad. Cái hiện tượng này á, các bạn có thể là vệ sinh bằng RB7 là xăng thơm một cồn 90 độ nha các bạn. Thì vấn đề trước mắt á, là các bạn kiểm tra cái ổ cắm nè, rồi mấy cái củ sạc nè các bạn. Các bạn xài củ sạc là do iPhone, iPad á, nên xài loại chính hãng nha các bạn, đừng có xài loại lô ha. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hiện tượng sạc không vào nè, sạc chập chờn nè. Nó rất hay bị sạc chập chờn nha các bạn, cày giật á, nên các bạn sử dụng cho mình cái mấy củ sạc á chính hãng, đồng thời kiểm tra cổ cắm ha, nó có coi nó bị lỏng dắt hay bị dơ cái tiếp xúc hay không. Thì vấn đề trước nhất là các bạn thay thế cái củ sạc chính hãng, hoặc là các bạn có thể lấy củ sạc tốt quá của cái máy khác á, các bạn có thể test thử nha. Khi mà các bạn gặp cái trường hợp mà cái hiện tượng sạc không vào và sạc chập chờn á, các bạn thay trước tiên kiểm tra cái củ sạc trước cho mình. Còn vấn đề thứ hai á, cái nó xảy ra hiện tượng này á thì rất nhiều hiện tượng là do cáp sạc và do đuôi sạc nha các bạn. Cái cáp sạc này mình giả sử đi, mình dùng cái loại cáp 30 chân đi. Đây là loại cáp nó sạc nha các bạn. Nhiều khi cáp sạc á nó dơ nè, nó bị oxy hóa hoặc ra ten bên trong đó các bạn, nó bị rỉ sét hoặc là bị gì á, tại vì nước nó vô lọt vô đây á, từ cáp này cáp rời á, các bạn có thể vệ sinh lại nha. Họ đối với những cái đuôi sạc nè, cái máy iPhone đó các bạn nhìn cho bên trong á, các bạn nên chú ý cái đuôi sạc này nha các bạn, nó rất hay sẽ hiện tượng mà khi các bạn cắm vô á. Nó không ăn nha các bạn. Nhiều khi nó lòi ra đây, bình thường là nó sẽ khích vô nó mới tiếp xúc được. Mà nhiều khi á nó cắm vô nó bị lệch nha các bạn. Nó bị lệch đây hoặc là nó cắm vô, có cắm sát vô nhưng mà nó không ăn. Nguyên nhân hiện tượng này á là các bạn nhìn phía trong nè, các bạn lấy đèn pin các bạn rọi vô cho mình nha. Là các bạn nhìn vô trong á,
là các bạn thấy nó dơ nha các bạn. Nó bám mấy cái một cái lông hoặc là mấy cái miếng bông gòn hay là cái gì á, nó bám vô đây. Nó làm cho cái phần mà cáp sạc của mình á cắm vô là không tiếp xúc. Gặp trường hợp này á, các bạn cứ lấy một cái đèn pin các bạn rọi vô đây coi coi nó có bị dơ hay không, hoặc là có vật gì á, cái mấy sợi vải hay gì á là nó có bám vô trong đây không. Cái này rất hay xảy ra nha các bạn. Để gặp trường hợp này á, thì các bạn cứ lấy cho mình một cái kia kim á, hoặc là cái nhíp cong, cái nhíp cũng được. Ở đây mình lấy một cái nhíp cong nha các bạn, rồi các bạn cạo đi. Trường hợp mà các bạn không ấy thì các bạn nhớ tắt nguồn đi cũng được, tắt nguồn cho an toàn ha các bạn. Cái điện thoại mà các bạn khi mà các bạn còn nguồn á thì các bạn nói chung là vệ sinh sơ thôi, thì mình khuyên các bạn nên tắt nguồn đi. Thao tác cho an toàn nha các bạn. Sau khi các bạn tắt nguồn đi á, các bạn lấy cái kia kim hoặc là cái nhíp, để mình lấy nhíp câu nè các bạn cạo đi ha, coi nó dơ chỗ nào á thì các bạn cứ cạo vô cho mình, các bạn rọi vô đây nè, coi nó bị kẹt dính mấy cái lông tơ hoặc là mấy cái sợi vải gì đó, nó dơ à, các bạn nó dính còn dính nè, nó sẽ làm cho cái nó mất tiếp xúc nha các bạn. Ở trong mấy đuôi sạc này rất dơ nha các bạn thấy không, nó dơ, nó bám đầy trong cái máy điện thoại của mình á. Thì mình nói chung nó dơ thì mình cứ vệ sinh thôi. Chờ mà các bạn mắc kẹt á thì các bạn cứ cạo ra ha, rất là dơ, vệ sinh cho nó sạch cái chân sạc, cái đuôi sạc bên trong này nha. Rồi sau đó các bạn có thể dùng cồn á, cồn 90 độ nè, hoặc là các bạn có thể dùng xăng thơm. Cái xăng nữa, cái xăng này xăng rửa bo nha các bạn. Thì các bạn lấy cho mình một ít bông gòn ha, như cái nhíp này nè. Các bạn xoắn vô trong cái nhíp này. Vừa thôi nha các bạn, tại vì các bạn xoắn cục nhiều quá thì nhét vô không vô ha. Các bạn có thể dùng cồn 90 độ, hoặc là các bạn dùng xăng thơm á, các bạn rửa bo cũng được. Ở đây mình dùng xăng thơm nha các bạn. Tại vì xăng á nó sạch hơn cồn ha, nói chung nó rửa sạch hơn. Còn nếu mà các bạn ở nhà không có xăng á thì bạn dùng cồn 90 độ cũng được. Rồi sau đó các bạn nhét cái bông gòn ra đây nè, các bạn chà ha. Nhớ các bạn trước khi thao tác các bạn nên tắt nguồn cho điện thoại cho mình nha. Thấm cái xăng á, các bạn chà ra đây. Các bạn vệ sinh cho nó kỹ nha các bạn. Cái bông của mình giờ nó đang thui, nó dính bụi rồi dính mấy chất dơ bên trong á, nên mình lấy cái này mình vệ sinh cho kỹ. Gặp cái trường hợp mà các bạn sạc chập chờn không ăn á, rồi các bạn cứ vệ sinh chà. Ở nhà không có xăng các bạn cứ lưu ý cho mình nha, là dùng cồn 90 độ cũng được ha. Rồi sau các bạn nhìn cái cục bông gòn của mình nó dơ, rất dơ, các bạn lấy pin các bạn có thể rọi vô nha các bạn, còn nó sáng bóng vô nha. Khi mà sáng bóng các bạn thấy nhìn vậy là ok rồi, là được nha. Còn đối với cái giắc sạc của cái cáp sạc như vậy á, các bạn cũng quan sát cho mình, các bạn lấy cái đèn pin các bạn rọi vô. Đây là cáp 30 chân ha, các bạn rọi vô, bên đâu trong đây nó cũng có bám mấy cái sợi vải nha các bạn. Trường hợp đó thì các bạn cũng làm tương tự, các bạn lấy cái nhíp á,
cạo moi cho sạch mấy cái phần dơ của nó ra các bạn. Ở trường hợp này các bạn có thể dùng cái bông gòn cũng được. Bông gòn mà các bạn ấy nhỏ thôi, các bạn cứ nhét vô đem đây. Các bạn vệ sinh sơ thôi nha. Nhét vô trong cũng được nha các bạn. Các bạn làm cho đến khi nào nó sạch sẽ thì thôi ha. Đây là cái cáp 30 chân nha các bạn. Còn đối với cáp Lightning á, thì các bạn thấy như sao? Đây mình giả sử đi, đây cáp Lightning nha các bạn. Ở phía trên đây á, là mấy chân đồng. Đây là các bạn, mấy chân này chân đồng nha các bạn. Trường hợp mà dơ á, thì các bạn sẽ có hai cách ha. Một á, là các bạn dùng gôm tẩy nè. Các bạn lấy cho mình một cái tẩy á, các bạn chà sạch nha. Chà sạch là cái phần dơ này nó sẽ bay hết nha các bạn. Các bạn chà hai mặt luôn nha. Còn không á, thì các bạn cũng dùng một cái bông gòn mà các bạn thấm cồn á, các bạn chà sạch tay, rửa, rửa cho nó sạch sẽ lại nha các bạn. Các bạn mua xăng thơm hoặc xăng BU á, và rửa bo á, thì các bạn chà đây nè, mấy chân cho nó sáng bóng lại ha. Tại vì nó dơ, nó bị oxy hóa nên nó tiếp xúc không ăn. Các bạn sạc vô lúc được lúc không. Cái cáp Lightning này á, quan trọng nhất là cái chân số 4 và chân số 8. Thì cái chân số 8 nó mới nới mát rồi thì các bạn không sao á. Thì nói chung là quan trọng nhất ở chân số 4 á, chứ ở chân cộng của đường sạc nối vô là 5V á. Các bạn qua chú ý quan sát cái chân số 4 cho mình ha. Sau khi vệ sinh xong á, yêu cầu là mấy cái chân đồng tiếp xúc này nó phải sáng bóng nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy chân đồng không? Nó phải sáng bóng hết, nó còn bị oxy hóa, bị đen vậy nha các bạn. Các bạn là vệ sinh hai đầu luôn ha. Còn đối với những trường hợp mà mấy cái đầu cáp này các bạn, nó bị vô nước á, nó bị oxy hóa, nó ra ten á, thì mình xử lý sao? Đối với những trường hợp này á, hoặc là đối với những cái cáp 30 chân này, thì các bạn dùng cái chai RB7 cho mình nha. Các bạn xịt vô đây nè, xịt trực tiếp vô cái phần chân của nó các bạn, rồi bạn ngâm nha. Nói chung đỡ chừng khoảng lâu lâu một tí, 15-20 phút gì á. Rồi các bạn có thể dùng cái nhíp á, các bạn cạo sơ cho nó ra cái lớp oxy hóa nha các bạn. Các bạn cạo từ từ từ, các bạn cạo 8 chân, cạo hết 2 bên luôn nha. Cạo cho nó, tại vì mấy cái chân này á, nó bị oxy hóa hay nó ra ten á, nó móc á, thì nó sẽ bám như nhau. Thì các bạn lấy, các bạn cạo từ từ. Rồi sau đó các bạn có thể dùng bông gòn nè, các bạn tẩm xăng, các bạn vệ sinh luôn, vệ sinh lại, chà cho nó sạch nha các bạn. Đây các bạn thấy không, nó đã sạch sẽ rồi. Để các bạn an tâm ha. Còn trường hợp mà các bạn muốn sạch hơn nữa thì các bạn cũng dùng một cái cục tẩy cho mình. Các bạn chà nè, chà là tí nữa là cái mấy cái chân tiếp xúc, chân đồng tiếp xúc này nó sáng bóng liền. Cái này ở nhà các bạn có thể tự làm được nha.
Nói chung đó các bạn dùng cồn với cái bông gòn đó là bạn chà sạch là ok rồi, không cần phải dùng cái khác đâu. Đây là các bạn, sau khi các bạn dùng gôm các bạn tẩy á, là cái chân này nó sáng bóng hết nha các bạn, hai bên luôn. Các bạn vệ sinh hai mặt cho mình luôn nha. Tại vì đây là cái nguyên nhân chính một số bạn dùng iPhone iPad á, các bạn cắm vô chập chờn, tại vì cái chân số 4 của mình á nó bị oxy hóa, nên các bạn cứ cắm máy cắm rút ra rút vô á, cái tiếp xúc này nó không ăn, nó sẽ làm cho cái cục sạc của bạn á nó không ổn định, lúc được sạc lúc được lúc không. Đây nè, chỉ cái đuôi sạc các bạn, đuôi sạc cho máy iPhone của bạn á, nó làm cho sạc không vào luôn nha. Thì ở đây là cách để mà các bạn khắc phục được cái hiện tượng mà do lỗi do cáp nha các bạn. Sạc hoặc đuôi sạc ha. Còn cái cách mà kiểm tra cái cáp này á, sau khi các bạn vệ sinh xong á thì rất dễ nha. Các bạn cứ cắm vô cái củ sạc cho mình, rồi các bạn đo cái điện áp chân trên chân 4 với chân 8. Đây, mình sẽ dùng một cái đồng hồ, mình cắm cấp nguồn vô rồi nha các bạn. Để các bạn cứ bật cái thang đo khoảng 20V ha. Từ cái đồng hồ, nói chung cái điện áp V sạc của mình á là khoảng 5V thôi. Mình sẽ đo. Mắt ở đây thì các bạn kẹp một là các bạn có thể kẹp chân 8, chân số 8 là từ trái vào phải nè. Các bạn để chân số 8 là que âm. Que đỏ thì các bạn để chân số 4 nha. Còn không có thì các bạn để trực tiếp trên mát luôn, tại vì cái mát chân số 8 á. Đây các bạn. Chân số 8 này nè, nó sẽ nối với cái phần vỏ kim loại của cái giắc sạc này đó. Nói chung là chân số 8 nó mát. Các bạn kẹp đây nè. Que đen nè, các bạn để nó mát cũng được. Cái đỏ thì các bạn chích vô chân số 4 ha. Các bạn có đo cái điện áp coi, nó vào nó khoảng que sạc không. Đó các bạn, nó ra khoảng 5,2V nha các bạn. Các bạn thấy không? Mình đo cái chân số 4 với chân số 8 đó, nó ra khoảng 5,2V là ok ha. Các bạn có thể đo hai mặt luôn nha, hai mặt của cái cáp sạc này nè, thì cái giá trị điện áp là như nhau, nó tính từ trái qua phải. Thì cái chân số 4 với chân số 8 là chân số 4 là V cộng của ngó vào là V in đó các bạn, là cộng 5V ha. Còn cái chân số 8 là nối mát nối với sườn chỗ này nè. Thì trong quá trình đo cái que đen của các bạn á, có thể giấm vào chân số 8 hoặc các bạn chấm vào phần kim loại phía dưới là ok. Để các bạn cũng đo được cái giá trị y như các bạn chích vào chân số 8 với chân số 4 của những cáp sạc Lightning này nha các bạn. Rồi, cái vấn đề tiếp theo mình nói đến ở đây á, mình sẽ nói về do cái dây cấu tạo bên trong của cái máy iPhone iPad nha các bạn, là do cái phần dây đuôi sạc đó, hoặc là dây sạc của iPhone iPad ha. Thì đối với một số điện thoại đời cũ đó, nó dùng cái cổng mà micro USB á các bạn, thì mấy cái cổng này á nó sẽ hàng trực tiếp trên mainboard điện thoại di động. Nhưng mà đối với cái hãng của Apple á, nó sẽ không sử dụng mấy cái loại mà hàng trên mainboard này, nó sẽ tách rời nha các bạn. Phần đuôi sạc của nó sẽ dùng một loại cáp nè. Đây là cáp sạc của iPhone nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó sử dụng cái loại Lightning. Trường hợp mà các bạn kiểm tra cái củ sạc này ok, cái cáp Lightning này các bạn đo điện áp ra là khoảng 5V DC đi, cái chân số 4 và chân số 8 hoặc là chân số 4 với mát á, thì các bạn tiếp theo á mà các bạn cái trường hợp vẫn không khắc phục được cái hiện tượng mà
sạc chập chờn nè, sạc không vào lúc được lúc không á. Thì các bạn kiểm tra tiếp theo cho mình là cái cáp sạc này đó các bạn. Đây cáp sạc iPhone này các bạn. Các bạn ra ngoài cửa hàng điện thoại di động á, các bạn hỏi cái do cái gì dây đuôi sạc nè, hoặc là cái cục nguyên cụm nha các bạn. Rồi sao nó nói nguyên cụm? Thì trên cái cáp sạc của mình đó, nó sẽ có đuôi sạc nè. Để đuôi sạc nha. Có micro nè các bạn. Rồi có jack earphone 3.5 ly. Rồi nó có phần anten nè các bạn. Đây cáp anten nè, rồi mấy cái ngõ tiếp xúc chuông á. Nói chung nó thiết kế là nguyên một cục luôn nha các bạn. Thì nếu mà trường hợp mà cái điện thoại các bạn á, mà hư cái này á, thì các bạn cứ ra ngoài các bạn có thể mua cái cáp này về thay thế. Và không cần phải sửa chữa gì hết. Nó do cái cáp này bên trong cái máy iPhone iPad của các bạn á. Đây là cái cáp cái dây đuôi sạc các bạn, hoặc là cái cụm cáp sạc. Nó được thiết kế gắn bên trong, nó kết nối với cái mainboard điện thoại qua cái socket này. Thì trường hợp này rất hơi hư hỏng nha các bạn. Nó hư hỏng là ở đâu? Là do bên trong này nè, nó cũng dơ. Các bạn lấy đèn pin đó các bạn rọi ở đây. Các bạn soi bên trong á, coi nó có bị dơ hay không. Là cái chân này các bạn. Cái này là cái chắc cá nha các bạn. Thì bên trong này nó cũng khi bị vô nước á, nó bị cũng bị ra tan oxy hóa. Giống như bên trong cái giác đực bên này nè. Thì các bạn khi mà lấy pin các bạn soi vô, các bạn nhìn vô bên trong á, nhiều khi nó bị dính, cũng dính mấy cái lông vải hay gì á, là các bạn cũng lấy cái nhíp nè, các bạn tháo ra, các bạn vệ sinh ra thử ha. Các bạn cạo đi, xà cạo sạch đi. Rồi sau đó các bạn có thể dùng bông gòn cũng được. Các bạn lấy bông gòn á, các bạn thấm vô, thấm cồn á, cồn 90 độ á, hoặc là các bạn dùng xăng. Đây là mình sẽ dùng cồn nha các bạn. Nói chung ở nhà các bạn có cái gì các bạn dùng cái đó ha. Bông gòn thì các bạn lấy vừa phải nha bạn, đừng lấy nhiều quá nha. Lấy sao cho nó vừa đủ nhét cho cái đuôi sạc, chân đuôi sạc của mình. Rồi bạn lấy cồn các bạn thấm vô được rồi. Rồi cũng lấy bông gòn này các bạn cũng vệ sinh cái đuôi sạc này nè. Tại vì cái iPhone iPad của các bạn hiện đây giờ dùng cái đầu mà Lightning đó rất nhiều ha. Cái ổ Lightning này nè, nên các bạn thường xuyên mà nó bị dơ, bị hư á, các bạn cứ vệ sinh cho y hệt như vậy cho mình. Các bạn cứ chà kỹ nha các bạn. Tại vì nó mất tiếp xúc á, nó tiếp xúc không ăn hoặc nó dơ bên trong á, là cái phần cái chân số 4, chân số 8 á, quan trọng nhất cái số 4 là nó không ăn, nó không tiếp xúc bên trong đây thì nó sẽ gây ra hiện tượng mà các bạn sạc cắm sạc không vào, sạc chập chờn lúc được lúc không ha. Đa phần nó dơ tiếp xúc thôi. Các bạn thấy không, nó cái bông gòn của mình á, các bạn khi mà vệ sinh xong nó rất là dơ nha. Và các bạn có thể soi đây, các bạn kiểm tra coi đây, các bạn nghiêng á, ở đây là các bạn mình nhìn thấy là cái máy tiếp xúc của mình đã đỏ, nó vàng hết nha các bạn, là ok ha. Nói chung là nó tốt. Còn trường hợp á mà các bạn mà vệ sinh xong rồi mà nó vẫn ra gây ra hiện tượng mà sạc chập chờn lúc được lúc không, thì các bạn có thể ra ngoài cửa hàng á, các bạn tìm mua một cái cáp sạc cho mình như thế này cho mình nha các bạn. Rồi các bạn có thể mượn bên cái chỗ mà bán linh kiện á, các bạn cầm theo cái máy rồi các bạn cắm vô coi nó có sạc tốt hay không. Nó mà nguyên nhân chính á mà nó bị hư do cái cáp sạc này á, thì các bạn mua cái cáp sạc này các bạn thay vô nha. Tại vì các bạn khi mà ra cửa hàng mà bán linh kiện điện thoại di động á, nó sẽ cho các bạn mượn cái cáp sạc này các bạn thử. Ví dụ như các bạn xài con 6 led đi, thì các bạn ra nói hỏi người ta đó, ở đây có cáp sạc 6 led hay không, thì người ta sẽ đưa các bạn nguyên cụm luôn. Rồi các bạn có thể thay vô cũng được, mượn thay ha, cắm sạc vô.
đây là cái trường hợp mà nó bị hư cái cáp sạc này nha các bạn. Thì đa phần phần nhiều á trong quá trình sử dụng á thì cái cáp sạc này cũng hay bị hư. Nên các bạn, nguyên nhân lỗi mà cái sạc mà sạc chập chờn lúc được không á là do cái cáp sạc này. Thì trường hợp nó hư thì các bạn chỉ cần ra ngoài mua thay thế thôi. Đây là cái trường hợp thứ hai nha các bạn, do cái cụm dây sạc hoặc là cái dây sạc. Còn cái vấn đề thứ ba là do bên trong phần cứng của điện thoại á, là do con IC nguồn hoặc CPU bên trong. Thì phần này á, các bạn không phải là kỹ thuật viên, các bạn lại chỉ là người sử dụng, thì các bạn không thể can thiệp vào cái phần cứng này. Thì các bạn đem ra những chỗ nào có uy tín á, thì các bạn sửa chữa nha, nó xử lý phần cứng thôi. Mà trong hệ thống kê của mình á, là cái lỗi mà dỗi do cáp sạc nè, củ sạc hoặc là đuôi sạc á, hay là lỗi do cái cáp này các bạn, cái cụm cáp sạc này nè, gây ra rất nhiều hiện tượng nha. Nguyên nhân là giờ sạc không chờn, không vào lúc đủ không. Còn cái hiện tượng mà do IC nguồn phần cứng á, nó cũng ít xảy ra nhưng mà ít nha các bạn. Tại vì đa phần lỗi á, là do cái lỗi thứ nhất và lỗi thứ hai là rất nhiều. Còn cái lỗi thứ ba là cũng có nhưng mà nó không nhiều nha các bạn. Thì ở đây á, mình sẽ không có cái máy iPhone hay iPad. Thì ở đây mình sẽ demo bằng cái máy này nha các bạn. Như đây phần jack sạc đi, nó sẽ vô thẳng. Nếu bên đây á có một cái con IC nguồn thì nó vô sạc IC nguồn rồi vô CPU nha các bạn. Còn trường hợp mà IC nguồn nó tích hợp trong CPU này, trong con này, thì khi mà các bạn cắm cái jack sạc vô á, thì nó sẽ có cái app về sạc, nó sẽ đi thẳng về CPU luôn. Thì tương tự như cái cáp sạc này, thì cái này nó sẽ nối vào cái mainboard điện thoại di động, thì nó cũng đưa vào một trong hai cái đường, một là về CPU nè, hai là nếu mà mạch mà có IC nguồn tích hợp vô thì nó đưa vô IC nguồn trước nha các bạn, rồi đưa vô CPU ha. Thì với trường hợp này á, là nó bị lỗi phần cứng, kỹ thuật viên sẽ xử lý cái phần cứng, sửa chữa như đóng lại CPU hoặc là thay IC nguồn. Nói chung á, người ta sẽ thay một trong hai con này nha các bạn. Để kiểm tra hư hỏng con nào thì thay luôn ha. Cái trường hợp này á, là chỉ dành cho thợ hoặc là kỹ thuật viên. Còn mình là người sử dụng á, các bạn nhiều khi mới mận nữ hoặc là mấy bạn là người sử dụng thì các bạn không có can thiệp được phần cứng, thì các bạn xử lý cho mình một trong hai phần này. Cái phần nào dễ các bạn làm trước cho mình, như các bạn kiểm tra nè, kiểm tra cái củ sạc trước coi nó ổn hay không, nó bị hư hỏng hoặc là nó bị chập chờn bên trong này không, thì các bạn thay củ sạc. Sau đó các bạn kiểm tra cái cáp sạc cho mình, rồi kiểm tra cái phần đuôi sạc á, cái cáp sạc này nè, nó tốt hay không. Các bạn có thể thay cái cáp sạc mới hoặc là cái cáp sạc của máy khác các bạn sạc qua. Còn kế tiếp là các bạn kiểm tra cái đuôi sạc trên cái điện thoại hoặc cái iPhone, iPad á, như cái đuôi sạc này nè, nó có bị dính lông hoặc là nó bị dính vải hoặc giấy bên trong á, nó nhét bên trong á, nó sẽ làm cho cái jack sạc á, cái cáp sạc nè, nó tiếp xúc không ổn định nha các bạn, hoặc nó bị lệch á, nó không nhét vào, nó không khít vào, nên nó làm cho cái cáp mình phải lắc qua lắc lại, nhiều khi mình lắc qua lắc lại á, nó mới tiếp xúc, nó mới ăn. Thì các bạn kiểm tra cái điều này cho mình nha. Rồi kế tiếp á, cái lỗi mà do dây đuôi sạc nè, cụm dây sạc nè, trường hợp mà các bạn kiểm tra hết rồi mà nó còn xuất hiện cái lỗi chập chờn á, thì các bạn có thể nghi ngờ đến cái phần cáp này nè. Cái này nói chung là thay cũng dễ nha các bạn, đây các bạn nào khéo tay các bạn thay cũng được, không có gì khó đó. Còn cái phần cuối cùng á, là nếu mà bị lỗi phần cứng á, IC nguồn IC bu á, thì các bạn không xử lý được nha. Chứ người sử dụng không phải là thợ, nên mình sẽ đưa đến một cái trung tâm mà có uy tín á, rồi các bạn nhờ người ta kiểm tra coi nó bị lỗi gì, rồi có thể người ta khắc phục sửa chữa cái lỗi này cho các bạn nha. Rồi, như vậy trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn các bước để mà các bạn thực hiện
sửa chữa cái phần iPhone, iPad bị sạc không vàng, sạc chập chờn. Và nói vào ba nguyên nhân chính nha các bạn. Thì cho dù các bạn dùng cái cáp, loại cáp 30 chân dành cho mấy cái thiết bị Apple đời cũ á, hoặc là các bạn dùng cái cáp 8 chân Lightning nè, từ cho cái iPhone 5 trở lên, thì các bạn cũng áp dụng theo cái quy tắc như này cho mình nha. Rồi các bạn có thể vệ sinh nè, dùng R37 nè, xăng thơ 1.90 độ là ba loại này. Hoặc các bạn có thể dùng cái gôm tẩy này nè để các bạn vệ sinh cái cáp Lightning, mấy cái đầu cáp nè các bạn, bị oxy hóa ra tan ha. Các bạn chà, dùng cái cáp này các bạn chà vô cho sáng bóng lại là được cho mình nha. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ các bạn. Hẹn lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.